chưa mà hỏi đi. MC đâu mà hỏi đi. Tuấn Lộc của ông đâu rồi? Trời ơi, mày mất mất rồi. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã đón Noel rồi. Và ngay ở đây, tôi đang có mặt tại 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Đây chính là trụ sở của Mark Home, là văn phòng mà đội ngũ kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ thực hiện những công tác chuyên môn ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không dẫn quý vị đi xem những công tác chuyên môn, mà sẽ xem rằng là ông già Noel, chúng ta sẽ cùng bóc mẽ xem là ông có đi qua ống khói hay không, hay là ông có nhét quà vào tất hay không. Vậy xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển theo tôi nhé. Quý vị thân mến, ông già Noel đây rồi. Ông là gì đây? Trời ơi, cái con thần lồng của tao bị mất mất rồi. Ông ơi, nhưng mà sao con tuần lộc này lại là bằng sứ này? Đây là cái bồn cầu à? Mà có chất lượng không đây? Trời ơi, bồn cầu Mark Home thì vô cùng là chất lượng các cháu ạ. À, chuẩn luôn. Để từ từ nhá, chúng ta sẽ cùng xem qua một cái lượt outfit của ông già Noel, xem là đã đảm bảo yêu cầu hay chưa. Ở đây chúng ta đã có bộ quần áo đỏ rồi này, mũ đỏ này, dâu. Bần bí với các bạn nhé, dâu này là vừa bị rách một tí, chắc là ông già Noel hôm sau này bị trừ lương đấy. Nhưng mà thôi, ở đây chỉ thiếu thẻ nhân viên thôi. Thiếu thẻ lan nữa mất 50 thôi, không sao, không vấn đề gì cả. Vậy là chúng ta đủ rồi nhỉ. Tay nải của ông đâu? Quà đâu? Quà thì đây. Ông đã để hết rồi. Nhiều quá nhỉ. Ông ơi, số lượng quà này là khoảng bao nhiêu cái đấy ông? Cái này có để lên tới 550 cái đấy. Yeah boy. Nhưng mà ở đây không đủ chỗ thì ông sẽ tạm đây khoảng 100 cái. Thế có gì thì cháu cũng một cái cũng được, mà 10 cái cũng được, quan trọng là tấm lòng thôi ông ạ. Dạ. Để xem cháu dẫn ông đi đến đâu đã. Dạ vâng, xin mời ông, cháu sẽ dẫn ông lên tất cả các tòa của Mark Home luôn. Ok, đi thôi cháu. Dạ. Thế là quý vị ạ, hóa ra là ông già Noel không đi bằng ống khói, mà ông đi bằng cầu thang, mà lại còn là thang máy mới chịu cơ. Và bây giờ lên đến tầng 5 rồi, thì xin mời ông ra ngoài và chúng ta sẽ cùng đi tặng những nhân viên ưu tú của Mark Home. Tặng cho cháu cháu tên là gì? What's your name? My name is Phu Đặc. Good job. cháu, what's your name? Lý Chỉ Trí. Good job. đang học tiếng Trung để chuẩn bị sang đối tác bên tiếng Trung luôn. Xin lý, ông chỉ biết nói tiếng Anh. Đây là chiến thần tiếng Trung của AD ông ạ. Ông ơi, bên này là chùm tiếng Trung. Đi đây. Lý Hảo. Phó giám đốc điều hành trường tiếng Anh. Lý Hảo, what's your name? Của Treo Trang Tự Hình. Mình nhịn lâu lắm rồi thế nhé. Của Treo Trang Tự Hình, I don't speaking Trung Quốc. Merry Christmas. Xin lỗi. Thank you. Chào các cháu yêu quý của ta. Hôm nay tôi phát quà lên cho các cháu nhá. Đầu tiên là What's your name? Tên cháu là gì? Trời ơi, không biết tiếng Anh à? Cháu là Quỳnh đúng không? Cháu xin vui vẻ nhá. Chúc mừng cháu.
Gái đấy. Bắt đầu đi. Ngọc Anh có ở đây khoảng của anh cho ngay đi chị rồi. What's your name? Trường, Trường, cháu Trường hơi to đấy. Ăn ít thôi nhá. Sắp hơn ông rồi. Cố lên ông, mình đi được nữa, thằng rồi. Ông cháu ơi. Rồi. Merry Christmas, cháu thưa gì ạ? Nam, Merry Christmas à. What's your name? Anh, oh, Merry Christmas anh. Từ, khai công gọi, từ từ. Khai công gọi. À, không phải khách mà vợ ông gọi. À, bà già Noel gọi. Bà già Noel gọi, thôi được rồi. Ông làm nốt công việc đã. khách ship hàng. Ông già Noel đang là shipper. Thế thằng thôi, hết ba thôi. Merry Christmas. Vừa lấy vợ đúng không cháu? Ông biết giấy ước xin cái sổ đỏ không? Ông nằm dưới gầm giường nhà cháu mà. Merry Christmas. Ông già. Mời dậy. Đúng quá. Cho em. Hoàng, Hoàng smoking ý thôi, ok. Rồi, anh có được. Ông này gọi cháu hơi ngượng miệng. What's your name? Lolem. Ok, nhìn cháu giống ông là tên quân lắm. Merry Christmas, Mr. Giám đốc. Ok, nhìn dưới giám đốc gọi là Mr. Giám đốc vậy. Ok, thôi ông thăng này cháu nhá. Còn một người cuối cùng, ông quên chưa tặng quà. Đó chính là bác bảo vệ, một người trông xe cho anh em thiếu sư. Và trông xe cho cả ông nữa. Đây, bác bên này ông ơi. Bác, chúc bác Giáng sinh vui vẻ. Chào bác, chúc bác công tác tốt. Vâng, ông già Noel thân mến, cảm xúc của ông ra sao khi mà ông đã vừa tặng cho toàn bộ nhân viên Mark Home 3 tầng liền với hơn 100 nhân sự? Đầu tiên là ông thấy công ty Mark Home rất là quy mô,
về trụ sở chính này thật là rất to và hoành tráng. Dạ. Các anh em kiến trúc sư thì làm việc rất là chuyên nghiệp. Dạ. Ông rất là ưng ý, và nếu mà sau này ở Bắc Cực mà ông có xây nhà thì chắc chắn ông sẽ nhờ đến Bác Ôm rồi. Dạ, thế thì sau này ông xây nhà thì xin mời ông sẽ xem qua tất cả các bản vẽ thiết kế, xem qua một vài bản thông qua cái cuốn lịch này. Cũng sắp Tết đến rồi, thế là chúng cháu tặng ông cuốn lịch để ông đem về treo tường nhà. Chúc mừng ông Giáng Noel năm mới. Và ngoài ra thì để ông đỡ thoát vị địa đệm, đi bê quà hơi nhiều, thế chúng cháu xin tặng ông cái bồn cầu, cái chậu rửa để ông ngồi thoải mái hơn. Dạ, bây giờ cháu tặng trước cái chậu rửa ông nhé. Dạ, cháu gửi ông ôm cho nó nhẹ. Dạ, chúng cháu cũng xin gửi lời chúc tới bà già Noel. Dạ, và mong rằng là năm sau chúng cháu lại được gặp ông lần nữa. Thì Mắc Côm chúc toàn thể anh em kiến trúc sư Mắc Côm cùng ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc, cả ngày xây được càng nhiều căn nhà thật đẹp cho mọi người. Dạ vâng ạ, thay mặt toàn thể anh em, chúng cháu cảm ơn ông rất nhiều. Ok. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ những khoảng thời gian mà chúng ta đã vừa theo chân ông già Noel đi tặng quà tất cả nhân viên trong Mắc Hôm. Và nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.